Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Mai, Nam Mô Sang Khai. Cùng kính lễ chư tôn đức tăng đang hiện trong rung và mến chào toàn thể chư Phật tử đang hiện diện trong rung. À, xin hỏi là quý vị có nghe rõ được âm thanh từ phía chúng tôi không ạ? Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Mai, Nam Mô Sang Khai. Tối hôm nay, ngày Chủ nhật, ngày 14 tháng 3 năm 2021, nhằm ngày mùng 2 tháng 2 năm Tân Sửu, rung pháp cú kinh của chúng ta tiếp tục học câu pháp cú số 410. Và trước khi chúng ta bước vào để học câu pháp cú số 410 thì chúng ta sẽ ôn lại câu kệ pháp cú số 409. Và bây giờ thì chúng tôi xin phép được đọc qua câu kệ pháp cú 409. Sau đó thì xin mến mời toàn thể chư Phật tử chúng ta đang hiện diện trong rung, chúng ta hãy đưa tay của mình lên để cùng nhau ôn lại kệ kinh số 409. Và bây giờ thì chúng tôi xin phép được cái bài học. Bài học của cái câu 2, Hùng Quát Thanh Á xem lại cái câu 2, câu 2 của cái câu kệ 409, mọi người sẽ đọc được. Alo, mọi người gửi lại câu kệ pháp cú số 409 giúp sư ạ. Ôi, vẫn là anh âm. Anh âm thu lăng, ngay cái chỗ đó là mình sẽ như thế nào? Cái câu đó sẽ rất là khó kệ. Âm u thu lăng là cái chữ đó nó khác mà. Trời, sư tế, để sư lấy cái câu của sư ra xem. Dạ, át nôn thu lăng, át nôn thu lăng. Dạ. À, bây giờ là cái câu đó mới chính xác, mình mới dễ đọc. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Vào giờ này thì trước khi sư kệ kinh câu pháp cú số 409 thì xin phép được đọc qua một lần, và sau đó thì kính mời toàn thể chư Phật tử chúng ta hãy đưa bàn tay xinh đẹp mình lên để cùng nhau ôn lại kệ kinh số 409. Vô thắc đi khăn quá rát sang qua át nôn thu lăng xuất pha xuất phân lô kê át đinh năng na đi giá tí tạ mạ hằng cù mỹ râm mạ năng. Và bây giờ thì chúng tôi xin phép được kể câu kể pháp cú số 409 này. Yô tha đi khăn và rắn sang qua an nên thu lăng su pha su phăng lô kê a di năng na di ya ha ti ta ma hăng pru mi ram ma ha năng yô hô tha di khăng qua răng sang qua an nên thu lăng su pha su phăng lô kê a di năng na di ya ha ti tamahang rumi pramahanang yothadikhang guarasangwaha nuntulang supasupang lokadinang nariyati tamahang rumi pramahanang. Ở đời vật dài ngắn, nhỏ lớn, đẹp hay xấu, phàm không cho không lấy, ta gọi Bà La Môn. Đó là bản dịch của ngài Hòa thượng Thích Minh Châu. Và sau đây chúng tôi xin phép được mến mời toàn thể chư Phật tử chúng ta hãy đưa bàn tay của mình lên để tiếp tục ôn lại kệ kinh số 409 trước khi chúng ta bước vào học bài mới. Và bây giờ thì chúng tôi xin phép được chuyển mic lại cho Sích Rạng Đông. Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Mai, Nam Mô Sang Khai. Sa thú lầm thai, chúng con thành kính tri ân đại đức Minh Đạt. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh đại đức Minh Đạt.
cô tu nữ Thammachari, con kính chào đạo tràng. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 409. Yo tha di khang wa ra sang wa anum thu lang su pha su phang lo ke a di nang na di ya ti ta ma hang brum mi brahma nang. Yo tha di khang wa ra sang wa anum thu lang su pha su phang lo ke a di nang na di ya ti ta ma hằng brum ma ram ma năng yo tha di khang wa ra sang wa anum thu lang su pha su phang lo ke a di năng na di ya ti ta ma hằng brum mi ram ma năng. Ở đời vật dài ngắn nhỏ lớn đẹp hay xấu phàm không cho không lấy ta gọi bà La Môn, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Yô ta há ti ca hăng quá rát sang hòa á nùm thù lằng xú phà xú phần lô kê á điền năng nà đi giá tí ta mà hằng rùm mi ràng má năng. Vật kia dầu ngắn hay dài, dẫu to hay nhỏ, của ai chẳng màng, xấu tốt không lấy không ham. Những bậc như vậy xứng làm bà La Môn, bạn của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời chị Trần Đạo. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Thân Ma Giá, Nam Mô Sàng Tha Giá. Một kính đảnh lễ tụng tội minh hạnh, đại đức minh đạo cùng chư tôn đức tăng. Kính lễ cô tu nữ Thân Ma Cha Rí, kính chào với anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn chị Nhật Quỳnh, chị Văn Đông cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin kể cho kinh pháp cú số 409 ạ. Yo tha di yang hòa ra sông hoa á nâm thu lân sụp ba su băng yo kê a di năng là di ca ha ti ta ma ham ru mi ram na năng. Yo tha di yang và ra sang hoa á nông tu lăng sụp mã sụp băng lô kê a di năng na di ya ti ta ma hăng ru mi lâm ma năng. Ở đời vật dài ngắn nhỏ lớn đẹp hay xấu phàm không cho không lấy ta gọi bà La Môn, đó là khổ cơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Yo tha di yang và ra sang hoa á nâm thu lăng sụp bả sụp băng lô kê a di năng na di ya ti ta ma hăng ru mi ram ma năng. Vật kia dầu ngắn hay dài, dẫu to hay nhỏ, của ai chẳng màng, xấu tốt không lấy không ham. Những bậc như vậy xứng làm bà La Môn, đó là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và cảm ơn Vinh Đói Cam Ha đã bóp bài. Và con xin gửi mic lại cho chị Tổng Dân ạ. Dạ, cảm ơn Sít Trần Đạo. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Thâm Ma Giá, Nam Mô Sông Kha Giá. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ Giáo Pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Minh Đạt cùng Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 409. Vô thá đi găng, quá rát sang hoa, á nâm thu lăng, xú ba súp, xú băng. Lô kê á đinh năng na đi giá tí tá má hằng ru mí râm má năng. Vô thá đi gần quá rát sang hoa á nâm thù lăng xú ba xú băng lô kê á đinh năng na đi giá tí tá má hằng ru mí râm má năng. Vô thá đi gần
Qua rát sang qua á nâm thù lăng su pa su băng lô kê á ninh năng na đi giá tí ta má hăng ru mi râm má năng. Ở đời vật dài ngắn nhỏ lớn đẹp hay xấu, phàm không cho không lấy. Ta gọi Bà La Môn, bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Vật kia dầu ngắn hay dài, dầu to hay nhỏ, của ai chẳng màng, xấu tốt không lấy không ham. Những bậc như vậy xứng làm Bà La Môn, bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và Cẩm Vân đã ôn bài xong, mến mời bằng tay của chị Lạc Lê. Dạ kính cảm ơn chị Cẩm Vân ạ. Dạ Nam Mô Bố Tha Giá, dạ Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ là Đức Minh Đạt. Dạ con xin đọc cái câu pháp cú số 409. Vô tha đi gần quá rát sằng quà a nùn thù lằn su phà su phằng lô kề a đình nằng nà đi dạ tí tà mà hằng rú mi rằng má nằng. Dạ bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ở đời vật dài ngắn nhỏ lớn đẹp hay xấu, phàm không cho không lấy, ta gọi Bà La Môn. Vật kia dầu ngắn hay dài, dẫu to hay nhỏ, của ai chẳng màng, xấu tốt không lấy không ham. Những bậc như vậy xứng làm Bà La Môn. Dạ đó là thứ nhì là bản dịch phổ thơ của Ngài Giới Đức. Vô tha đi hằng hòa ranh sang quang a nun thu lăng su pha su phăng lô kê a đinh năng na đi ya tê ta ma hằng ru bi ba ram ma năng. Vô tha đi hằng hòa ranh sang quang a nung thu lăng su pha su phăng lô kê a đinh năng na đi ya ti ta ma hăng ru mi ram ma năng. Ở đời vật dài ngắn nhỏ lớn đẹp hay xấu, phàm không cho không lấy, ta gọi Bà La Môn. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Vật kia dẫu ngắn hay dài, dẫu to hay nhỏ, của ai chẳng màng, xấu tốt không lấy không ham. Những bậc như vậy xứng làm Bà La Môn. Và đó là phổ thơ của Ngài Giới Đức. Và con đã đọc xong và kính mời vị kế tiếp ạ. Xá lô ạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Và con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh và Đại Đức Minh Đạt và Cô Tu Nữ Thâm Mái Chí Giá. Và kính chào toàn thể đạo tràng, con xin đọc câu pháp cú 409. Dù xa đi găng, dù xa đi hằng khoa rắc sang qua a nung thù lăng su phà su phẳng. Lô kê a đìn nàng nà đi ra ti ta ma hằng rù mi rằm ma nàng. Rồ tha đi hằng qua rác sằng qua a nung thù lăng su phà su phăng. Lô kê a đìn nàng nà đi ra ti ta ma hằng rù mi rằm ma nàng. Ở đời vật dài ngắn, nhỏ lớn, đẹp hay xấu, phàm không cho, không lấy, ta gọi Bà La Môn. Đấy của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dù tha đi hằng qua rát sang qua a nung tu lăng su phà su phẳng lô kê a đi nàng nà đi ra ti ta ma hằng rù mi rằm ma nàng. Vật
kia dầu ngắn hay dài, dầu to hay nhỏ, của ai chẳng màng, xấu tốt không lấy không ham. Những bậc như vậy xứng làm Bà La Môn của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc xong, con cảm ơn Quynh Phát Thà Ná đã bắt bài ạ. Có trên xuống mic ạ. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ Đại Đức Minh Đạt, con kính chào quý cô tu nữ, đảnh lễ quý cô tu nữ, và con chào đạo tràng. Xin đọc bài 409. Yo Thati Thang Warasang Wa Anung Thulang Supa supang loke abinang na na diya ti tamahang bumi brahmanang mutat di kang wa kasang wa anung tulang supa supang loke abinang na diya ti tamahang bumi brahmanang. Ở đời vật dài ngắn nhỏ lớn đẹp hay xấu, phàm không cho lấy, ta gọi là Bà La Môn, Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kể. Yo tha thi khăn hoa sang hoa, an nun thu lắng su ba su băng, lô khe a ti nắng na di ya ti, ta ma hăng bùm mi băm ma năng. Vật kia, dầu ngắn hay dài, dầu to hay nhỏ của ai, chẳng màng, xấu tốt, không lẫy, không ham. Những bậc như vậy xứng làm Bà La Môn Hòa Thích Giới Đức. Và con kính tri ân quý sư và đạo tràng, con xin phép được mời vị kế tiếp. Sa thủ lành thay tin nặng. Nam mô Phật-tha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-kha-ya, kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ chư đại đức tăng trong đạo tràng, kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Dạ con xin được kể kinh pháp cú số 409. Cảm ơn quý vị đã biết nghe rõ. Yo tha di kang va ra sang va anun thu lang su pa su pang lo ke adin nang na di ya ti Tamahang trumi pramanang yothadikang varasangva anuntulang supasupang loke adinang nadiyati tamahang trumi pramanang yothadikang varasangva Anun thurang supa supang loke adinang nadiyati tamahang prumi pramanang. Ở đời vật dài ngắn, nhỏ lớn, đẹp hay xấu, phàm không cho không lấy, ta gọi Bà La Môn. Bản dịch Ngài Minh Châu. Vật kia dầu ngắn hay dài, dẫu to hay nhỏ, của ai chẳng màng, xấu tốt không lấy không ham. Những bậc như vậy xứng làm Bà La Môn. Bản phổ thơ của Ngài Giới Đức. Nam mô Phật Tha Giá. À, mến mời sĩ tại mình. Dạ sa thú lành thay Huynh Quá Tha Ná. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Thanh Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo pháp, kính đảnh lễ ân đức chư tăng, con kính đảnh lễ quý chư tôn đức tăng, kính lễ quý tu nữ, kính chào quý anh chị. Con xin phép trả bài câu pháp cú số 409. Yo tha di khăn quá ra sang hoa anun thu lăng su pa su phăng lô kê a đình năng na di giá tí tam a hằng ru mi râm ma năng. Ở đời vật dài ngắn, nhỏ lớn, đẹp hay xấu, phàm không cho không lấy, ta gọi Bà La Môn. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Yo tha di khăn quá ra sang qua anun thu lăng su pha su phăng lô kê a đình năng na di giá tí tam a hằng ru mi râm ma năng.
Vật kia dầu ngắn hay dài, dầu to hay nhỏ, của ai chẳng màng, xấu tốt không lấy không ham. Những bậc như vậy xứng làm Bạch La Môn, phổ thư của Hòa Thượng Giới Đức. Và kính dân nít lại đào tràng ạ. Dạ, sa thủ, kính cảm ơn cô Ái Minh. Nam Mô Bích Tha, giá một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Trung Đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Xích Rằng Đông Quang Thành đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Sa thủ lành thai. Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô Ái Minh. Dạ, Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Tây Duyên dự vào đạo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô Ái Minh, Quỳnh Quát Thanh Á, Xích Thi Na, Xích Quang Thanh, Xích Tâm Hương, Cẩm Vân, Xích Trần Đạo, Xích Trần Đông đã hoan hỷ lên kệ kinh. Dạ, mến chào Từ Mẫn. Dạ, bây giờ đã đến giờ chúng con học bài mới cao cấp của kinh số 410. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được nghe Đại Đức Minh Đạt giảng giải từ vựng ý nghĩa và từ vựng duyên sự và ý nghĩa cao pháp của kinh số 410. Nam mô Bích Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, nga Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi. Biết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc và ngài dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thinh dự pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không hòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bích Tha giá, và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Minh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa cao pháp của kinh 410. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ, Nam mô Bích Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Hôm nay ngày Chủ nhật 14 tháng 3 năm 2021, rung pháp cú của chúng ta tiếp tục học cầu pháp cú số 410. Và kính thưa quý vị, trước khi chúng ta bước vào học câu chuyện duyên sự cũng như là ý nghĩa của câu kệ pháp cú số 410, thì chúng tôi xin phép được lễ bái Tam Bảo một cách tóm tắt. Rồi sau đó chúng ta sẽ hướng dẫn về cái từ vựng ở trong câu pháp cú số 410. Sau đó chúng ta sẽ đi tìm hiểu ý nghĩa và duyên sự của câu kệ pháp cú số 410 này. Vào giờ này thì đạo tràng của chúng ta đã trang nghiêm thanh tịnh. chúng con xin kính mời thành chư tôn đức tăng đang diện trong rung cùng toàn thể chư Phật tử chúng ta hãy hướng về ba ngôi Tam Bảo để cùng nhau lễ bái Tam Bảo. Các tổ đệ bước vào học bài mới. Samanta chakavalesu atragachantu devata sathamam munirachansa sunantu sangamokharam thamma savanakalo ayam pharanta thamma savanakalo ayam pharanta
Thamma savana kalo yam faranta Namo tase bhagavato arahato sammasambuddhase Namo tase bhagavato arahato sammasambuddhase Namo tase bhagavato arahato sammasambuddhase Chúng đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tán dương Đức Tam Bảo một cách tóm tắt là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Phật Bảo là đấng toàn tri diệu giác, vô lượng từ bi, trí tuệ viên mãn. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, diệt tận vô minh và phiền não. Chúng đệ tử xin thành kính làm lễ tán dương Đức Phật Bảo. Chúng đệ tử xin thành kính làm lễ tán dương Đức Pháp Bảo. Pháp Bảo được ví như những phương linh diệu dược chuyên chữa trị những căn bệnh phiền não của chúng sinh. Nếu ai cố gắng hành theo sẽ được kết quả lợi lạc ngay trong kiếp sống hiện tại này. Chúng đệ tử xin thành kính làm lễ tán dương Đức Pháp Bảo. Chúng đệ tử xin thành kính làm lễ tán dương Đức Tăng Bảo. Các ngài đã đắc thánh hay còn phàm là mô phạm của quần sinh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Chúng đệ tử xin thành kính làm lễ tán dương Đức Tăng Bảo. Do uy lực tán dương Tam Bảo một cách tóm tắt, xin chia đều đến quý chư tôn Đức Tăng Ni, quý sư cô, chư thiền hữu, trí thức đang diện trong kinh, cầu mong cho quý vị được an lạc suốt thời gian sinh hoạt Phật pháp. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, kính bạch chư đại Đức Tăng và kính thưa toàn thể quý Phật tử đang hiện diện trong kinh. Tôm nay kinh của chúng ta học tiếp câu kệ pháp cú số 410. Và trước khi bước vào để học về duy sự cũng như là ý nghĩa của câu kệ pháp cú số 410 này, chúng ta sẽ học qua cái phần tự vựng. Ở đây kính quý vị, ở cái câu đầu tiên như chúng ta vừa thấy MC các ốt của chúng ta phớt lên trên rung, đó là Asayasa Navichanti. Asayasa Navichanti. Câu thứ hai đó là Asmin Loke Param Hicha. Asmin Loke Param Hicha. Câu số ba là Nira Sayang Visam Yutang. Nira Sayang Visam Yutang. Và câu thứ tư chúng ta đã học xuyên suốt trong cái phẩm Bà La Môn, đó là Tamahang Pumit Brahmanang. Và vào giờ này thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu những cái từ vựng ở trong câu kệ pháp cú này. Ở đây kính thưa quý vị, ở trong câu số 1 chúng ta thấy rằng là cái câu Asayasa Navichanti. Ở đây cái chữ Asa đó là một cái danh từ nữ tính và có cái ý nghĩa là những cái sự mong cầu, những cái sự mong mỏi, những cái sự ước ao, những cái sự mong muốn, những cái hy vọng và những cái mong mỏi. Ở đây kính thưa quý vị, chữ Asa có rất là nhiều cái ý nghĩa. Đó là những cái sự mong cầu, những cái sự mong mỏi, những cái sự ước ao, những cái sự mong muốn, những cái sự hy vọng. Và tiếp đến đó là chữ giác xá. Cái chữ giác xá này chúng ta thường gặp ở trong những cái câu kệ ngôn ở phẩm Bà La Môn. Đó là đối với cái vị nào hay là đối với những cái người nào. Cái chữ giác xá này đó là đối với những người nào và đối với những cái vị nào. Tiếp theo chữ ná đó là một từ phủ định và động từ vichanti. Động từ vichanti này, từ động từ vichanti khi mà chia số nhiều theo với cái đại danh từ giá xá đó, đối với những người nào, thì động từ vichanti này, vichanti lúc bây giờ được chia là vichanti. Và cái chữ vichanti này có cái ý nghĩa là được tìm thấy, có sự tồn tại, sự hiện hữu, sự xuất hiện. Động từ vichanti mà chúng ta thấy ở trong bài học đó, đó là động từ được chia ở cái ngôi số nhiều theo cái đại danh từ giác xá.
có nghĩa là đối với những cái vị nào, và động từ lúc bây giờ được chia thô số nhiều, và động từ vichanti này phát xuất từ động từ vichati. Khi chia thô số nhiều thì chúng ta cộng thêm âm tí để vào phía sau động từ đó, thì chúng ta có động từ vichanti, có nghĩa là được tìm thấy, có, tồn tại, hiện hữu và xuất hiện. Tiếp đến ở câu số 2, chúng ta thấy ở câu số 2 đó là cái câu asmin loke param hicha. Ở đây cái chữ asmin từ một cái đại danh từ là ít đăng, có nghĩa là ở trong cái thế giới này. Cái chữ loke là thế giới, asmin là asmin loke, có nghĩa là ở trong thế giới này. Và cái chữ param hi từ cái chữ para, có nghĩa là ở trong cái thế giới khác. Ở đây cái chữ loke là một cái danh từ chung, dùng chung cho hai đại danh từ, đó là as, hai đại từ asmin và pramhi. Pramhi chính vì vậy cho nên là chúng ta nói là asmin loke và pramhi loke. Nếu mà chúng ta ghi lại mà đúng là chúng ta phải ghi lại như vậy, nhưng mà vì do cái cấu trúc của cái này thuộc về cái thể kệ thơ, cho nên là cái chữ loke đó được thay thế bằng cái chữ chá, asmin loke pram hi chá, đó là cái chữ chá đó được thay thế bởi cái chữ loke, có nghĩa là người nào, hai cái câu đó là đối với những cái người nào không có cái sự tồn tại, không có cái sự hiện hữu, những cái mong cầu, những cái mong ước ở trong đời này và ở trong đời sau. Rồi chúng ta sẽ đến câu số 3. Câu số 3 là Nira Sajang Vitsang Yutang. Ở đây kính quý vị, cái chữ Nira Sajang là một cái hợp âm gồm có tiếp vị ngữ ý, tiếp vị ngữ lý cộng với lại Asaya. Trong cái quy luật biến âm, khi mà tiếp vị ngữ ý cộng với Asaya thì chúng ta phải chen vào giữa những cái phụ âm, những cái phụ âm rồi. Thì ở đây cái chữ rá đó, cái chữ rá đó được chen vào giữa chữ ní và chữ a của cái chữ sa giá, a sa giá. Cho nên là chúng ta đọc là ni ra sa giá. Và cái chữ ni ra sa giá này có ý nghĩa là không có sự mong cầu, hay là không có cái sự tương thích, không có cái sự tương ứng. Rồi đến cái chữ vi sam vi tăng. Ở đây cái chữ vi sam vi tăng có nghĩa là tách rời ra, không có cái sự ràng buộc. Ở đây cái chữ vi sam vi tăng đó từ cái tiếp đầu ngữ ví, tiếp đầu ngữ ví cộng với sam vi tá. Cái tiếp đầu ngữ ví này đó là một cái giới từ được dùng nhiều trong các cái cấu tạo của các cái động từ, với các cái dẫn chứng như là nhẫn xuất thường xuyên, với cái ý nghĩa là khác biệt, tái biệt với một cái sự kiện đối lập nào đó, thì nó nghịch lại với cái sự kết hợp thì được gọi là tách rời ra. Chính vì vậy cho nên chúng ta thấy là tiếp đường ngữ ví này nè, có nghĩa là một cái, nó mang cái ý nghĩa là tách biệt, tách rời, khác biệt, đối lập. Và cái chữ samvittang, samvittang này chúng ta thường thường chúng ta thấy ở trong cái samvitta nikaya đó, đó là một cái sự kết hợp tương ứng, được kết nối, đúng không? Thì khi mà chữ ví cộng samvittang thì chúng ta có thành cái chữ là ví samvittang, có nghĩa là tách rời ra, không có cái sự ràng buộc. Và cái câu thứ tư đó là ta ma hằng pru mi pram ma năng. Câu này thì chúng ta đã học rất là nhiều rồi, chúng ta học xuyên suốt trong cái câu kệ, trong cái phẩm Bà La Môn. Kính thưa quý vị, đó là cái câu đó được gọi là ta gọi là Bà La Môn. Thì cái bạch chư đại đức tăng, kính thưa toàn thể chư Phật tử, tất cả những cái từ vựng xuất hiện ở trong câu pháp cú số 410 này chúng ta vừa học xong. Và trước khi chúng ta bước vào cái bài học mới của ngày hôm nay thì chúng tôi xin phép được kệ câu kệ pháp cú số 410. Sau đó thì chúng ta sẽ bước vào tìm hiểu ý nghĩa và duyên sự của câu kệ này. Trước khi kệ chúng tôi sẽ đọc một lần. Asayasa na vichanti asmin loke parang hicha nirasayang visam yutang ta mahang prumi pramanang.
và chúng tôi xin phép được kể. Asaya sana vichanti asmiloke paramicha nirasayam visagyanti tam maham premi pramanam Asaya sana vichanti asmiloke paramicha nirasayam visagyantam tamaham premirammanam Asaya sana vichanti asmiloke paramicha nirasayam visagyantam tamaham premirammanam. Và chúng ta có cái bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu, đó là người không có hy cầu, đời này và đời sau không hy cầu giải thoát, ta gọi Bà La Môn. Và chúng ta có bản phổ thơ của Ngài Thượng Tọa Dưới Đức, đó là rỗng không chẳng một hy cầu, đời này đời kế chẳng đâu bận lòng, thảnh thơi siêu thoát trần hồng, những người như vậy đúng dòng Bà La Môn. Dạ, kính bạch chư Đại Đức Tăng và kính thưa chư Phật tử đang hiện diện trong đêm. Pháp thoại 410 này được Bà Đạo Sư tuyên thuyết khi Ngài ngự tại Chetavana và đề cập đến vị tướng quân chánh pháp Sariputta. Thì tuyên truyền kính quý vị, vào một cái mùa lễ an cư nọ, vào cái mùa một cái mùa an cư nọ, thì tướng quân chánh pháp Sariputta cùng với hội chúng 500 vị tỳ khưu sau khi đi đến một cái ngôi chùa thì đã an cư tại một cái ngôi chùa đó. Và khi mà sau khi an cư trong cái ngôi chùa đó thì những cái người Phật tử sau khi trông thấy trưởng lão Sariputta thì đã đồng ý hứa hẹn dâng cúng những cái vật phẩm phát sanh cho những cái người an cư mùa mưa. Thì tướng quân chánh pháp Sariputta sau khi mà làm lễ tự tứ ra hạ xong đó, thì những cái món vật dụng đó vẫn chưa được đến tay của chư tỳ khưu. Thì lúc bây giờ vì những cái công việc phải đi, vì những cái công việc phải lên đường để về diện kiến bậc đạo sư, thì trưởng lão Sariputta đã nói với những cái vị tỳ khưu mà đang ở tại cái trú xứ đó đó, là sau khi mà nhận lấy những cái vật dụng dành cho những cái vị an cư mùa mưa đó, thì hãy gửi đến giúp cho những cái vị tỳ khưu trẻ tuổi, hoặc là những cái vị sa di, hoặc là để sang một bên rồi báo tin cho ta biết. Thì khi mà nói như vậy xong thì trưởng lão Sariputta đã lên đường để về diện kiến bậc đạo sư. Thì lúc bây giờ những cái vị tỳ khưu tăng ở tại cái trú xứ đó đã khởi lên cái câu chuyện, và cái câu chuyện đó đã lan truyền dần đến tai lớn tận kỳ viên luôn, và chư tỳ khưu đã hội họp lại với nhau rồi ngồi bàn luận về cái câu chuyện đó. Khi mà chư tỳ khưu bàn luận về cái câu chuyện đó đó, thì các vị đó mới nói là ngày hôm nay này, chính tôi mới hiểu được rằng là cái sự ái dục hay là cái sự ý nhiễm nó vẫn có ở nơi trưởng lão Sariputta. Bởi vì những cái vật cúng dường, những cái vật dụng dành cho những cái người mà an cư mùa mưa, từ cái người này đến người kia đó, hay là dâng đến cho vị đệ tử của mình đó, thì đã nói với chư tỳ khưu ở tại cái trú xứ đó rằng là hãy gửi giúp những cái vật dụng đến cho những cái người đã ăn cơm mùa mưa tại đó, hoặc là để riêng ra rồi báo tin cho trưởng lão Sariputta. Và sau khi mà nói như vậy xong thì trưởng lão Sariputta đã ra đi. Thì khi mà nghe chư tăng đang đàm luận như vậy đó, thì bậc đạo sư mới đi đến và hỏi với lại chư tỳ khưu đang ngồi tại cái trú xứ đó rằng là: này chư tỳ khưu, trong khi mà các ngươi ngồi tại nơi này này, thì các ngươi đã bàn luận đến cái câu chuyện gì, và cái chuyện gì đã được nói đến? Khi mà bậc đạo sư hỏi như vậy, những vị tỳ khưu ở tại cái nơi đó đã đáp lại lời của
bậc đạo sư là bậc ngài con đã đề cập đến những cái chuyện như vậy như vậy như vậy. À, bậc đạo sư sau khi nghe xong câu chuyện đó thì đã dạy với chư tỳ khưu rằng là này chư tỳ khưu, ái dục không có nơi con trai của ta. Thế nhưng vì có những cái suy nghĩ là không làm tổn giảm những cái phước đến cho mọi người và cái sự thọ dụng hợp pháp của những cái vị tỳ khưu trẻ hoặc là những cái vị sa di trẻ, nên trưởng lão Sariputta đã nói lên như vậy. Và sau khi nói lên cái ý đó thì bậc đạo sư đã nói lên kệ ngôn số 410, đó là Asa Yasa Nau Chanti Asmi Loke Param Hicha Ni Ra Sai Sang Vi Sang Yutang Ta Mahang Prumik Pramanam. Và tối hôm nay thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái câu kệ ngôn pháp cú này. Thì kính thưa quý vị, ở đây trong hai cái câu đầu tiên của kệ ngôn pháp cú 410, chúng ta thấy rằng là Asa Yasa Na Vichanti Asmin Loke Param Hicha, có nghĩa là đối với những người nào không còn có những cái sự mong cầu ở đời này và đời sau. Thì chúng ta vừa học xong cái chữ Asa có nghĩa là những cái sự mong cầu, những cái sự mong mỏi, những cái sự ước ao, những cái sự mong muốn. Và các quý vị, những cái sự mong cầu, mong mỏi, ước ao, khát khao này nè, nó đồng nghĩa với cái chữ Esana, có nghĩa là cái chữ mong muốn, mong mỏi. Và chúng ta cũng biết rằng cái sự mong mỏi tầm cầu á, nó có ba loại. Ba cái loại tầm cầu đó là gì? Ba cái loại tầm cầu đó chính là dục cầu, tức là cái sự tìm kiếm năm cái món dục lạc để hưởng thụ. Những cái chúng sanh trong thế gian này thông thường dựa trên các cái thiên hướng của cá nhân mình, rồi sau đó những người đó nghiêng về một trong năm trần cảnh. Có những chúng sanh nghiêng về cái sắc, có những chúng sanh nghiêng về thân, có những chúng sanh thiên về cái hương vị xúc vân vân. Và chính vì vậy cho nên là chúng ta mới nhìn thấy có những cái người khói ngắm nhìn những cái cổ vật, hay là có những người khói đi ngao du bốn phương ngắm nhìn và tìm tòi những cảnh đẹp, hoặc làm những cái nghề nghiệp như là thẩm mỹ viện hay là quảng cáo. Có những chúng sanh thì nghiêng nặng về âm thanh, cho nên là họ say mê những cái gì mà thuộc về cái ngành nghệ thuật âm nhạc như là thẩm âm, ca sĩ, nhạc sĩ. Rồi có những người thiên nặng về những cái mùi hương, nên họ chọn những cái ngành nghề thiên về cái mùi hương, hay những cái mùi hương nào đó mà khiến cho họ yêu thích. Tóm lại, cái sự mong mỏi khát khao, cái sự tầm cầu và cái sự thọ dụng những cái vật dụng tương thích đối với cái sở thích của mình về sắc, về thân, về khí, về vị, về xúc, chính là dục tầm cầu. Đôi khi cũng có những người nó nghiêng về, nó yêu thích 1, 2, 3, 4, 5 loại, chứ không phải là mỗi chúng sanh nó chỉ thích một loại thôi. Ví dụ như có người thích về sắc, nhưng mà cũng có thể là thích về thân. Có người thích sắc, thích thân, rồi thích cả cái hương. Và cái như vậy, ở cái phần này nè, bởi vì chúng ta nói về cái dục tầm cầu, cho nên chúng ta không đi sâu vào ở trong cái phần giải thích cái chữ mà sắc thân khí, hay là nghiêng nặng, hay là về cái thiên hướng của những người ngã về sắc về thân. Quý vị hãy đợi cái bộ chú giải Tăng Chi Bộ Kinh, quý vị sẽ thấy cái phần này nói rất là hay, nói rất là hay về cái vấn đề mà những cái chúng sanh mà nghiêng nặng về sắc, nghiêng nặng về thân, nghiêng nặng về khí, nghiêng nặng về vị. Thì có người á, người ta sẽ thích cả năm cái loại đó luôn, sắc, thân, khí, vị, xúc. Chính vì vậy cho nên là chúng ta thấy là Lâm Chú Giải có một cái câu mà nói về cái chữ Asa này nè. Asa, Asisana, Asisitapa,
rupa sa sadda sadda sa gantha sa rasa sa tha puppa sa tha lapha tha phana sa putta sa jivita sa. Có nghĩa là cái sự mong cầu, cái hành vi mong cầu, là những người có cái sự mong cầu trong sắc, mong cầu trong thân, mong cầu trong khí, mong cầu trong vị, mong cầu trong xúc, mong cầu trong lợi lộc, mong cầu trong tài sản, mong cầu đối với con trai, mong cầu đối với sinh mạng hay là cái mạng sống của mình. Đó chính là cái sự mong cầu tìm kiếm trong các cái dục. À, chúng ta phải nhớ là không những chúng ta đi tìm kiếm tầm cầu sắc thân khí vị xúc, mà chúng ta còn mong cầu trong những cái lợi lộc, chúng ta còn mong cầu trong cái tài sản, chúng ta còn mong cầu đối với con trai, chúng ta còn mong cầu trong các cái sinh mạng hay mạng sống của mình, thì cũng được gọi là mong cầu tìm kiếm trong các dục. Và kế đến cái quý vị, cái tầm cầu thứ hai đó chính là cái hữu tầm cầu. Cái hữu tầm cầu thì chúng ta cũng biết rằng là tức là những cái sự mong mỏi, tức là những cái sự tìm kiếm. Sự mong mỏi, tầm cầu tìm kiếm trong các cái cảnh giới tái sanh. Và cái sự mong cầu này, cái những người gần như nó hiện hữu đối với tất cả những cái chúng sanh ở trong cái tam giới này. Đối với những cái vị Bà La Môn thuở xưa đó, thì cái những vị họ mong cầu thể nhập vào với đại ngã. Đối với Phật giáo của chúng ta thì nó đa dạng hơn. Có những người mong muốn tái sinh về cõi Phật Tây Phương. Có những người sau khi mà học hỏi giáo lý, biết được các cái cảnh trời, biết được các cái cõi trời, khi học về những cái uy lực của những cái vị thiên tử, thì những cái người Phật tử chúng ta mong cầu về những cái cõi trời tương ứng, hay là mong cầu về những cái cõi trời mà chúng ta yêu thích. Và cái sự mong cầu về các cái cảnh giới tái sanh này, nó cũng chỉ là thỏa chí ở trong cái niềm đam mê và cái niềm khát khao nhất thời của những cái chúng sanh trong thế gian này mà thôi. Cái trọng nhất đó chính là cái gì? Cái sự bất lực của những cái chúng sanh ở trong thế gian này khi nghĩ là chúng ta muốn bỏ đi những cái đau khổ, chúng ta muốn đi từ bỏ những cái đau khổ, nhưng mà là chúng ta lại đi tìm kiếm những cái vui hơn. Chúng ta nghĩ rằng là cái cõi dục là cái cõi đau khổ, cái cõi người là cái cõi đau khổ, cho nên là chúng ta đi tìm kiếm những cái cảnh giới cao hơn. Ví dụ như là chúng ta nói là ở cái cõi tứ đại thiên vương chúng ta vui hơn, chúng ta có cái tuổi thọ dài hơn, rồi chúng ta có được những cái thiên lạc, thiên sắc thù thắng hơn. Rồi ở những cái cõi trời khác cao hơn thì nó sẽ có những cái thiên lạc hay là thiên tủ thọ thù thắng hơn nữa. Chính vì vậy cho nên là cái đó nó thể hiện cái sự bất lực của những cái chúng sanh ở trong cái thế gian này khi mà chúng ta muốn trốn khổ tìm vui. Những cái chúng sanh mà ở trong thế gian này với cái nhận thức là đời là bể khổ đó, họ suy nghĩ được đời là bể khổ, họ suy nghĩ được có cái sự sanh, có cái sự diệt, thì tất nhiên nó có cái sự già yếu lão bệnh vân vân, thì họ mong mỏi đến những cái sanh hữu mới, giống như là dục hữu, sanh về dục hữu, hay là sanh trong sắc hữu, hay sanh trong vô sắc hữu. Và cái thứ ba ở trong cái tầm cầu đó là gì? Đó chính là cái phạm hạnh tầm cầu. Ở đây có những gì? Có những cái chúng sanh mong mỏi được giải thoát tầm cầu niết bàn. Tức là có một số những cái chúng sanh sau khi nhận thức được cái sự bấp bênh của cái sự vô thường trong kiếp nhân sinh, đã chọn cái con đường thực hành phạm hạnh để thoát ra khỏi cái tam giới. Nhưng mà tất nhiên ở trong cái quá trình mà cái vị đó chọn cái con đường phạm hạnh đó, cái thứ gì? Cái mục đích ban đầu á của cái việc xuất gia, sống cái đời sống không gia đình, sống cái đời sống thiêng liêng phạm hạnh á thì khác nhau. Rồi cái cách hành trì cũng khác nhau, rồi nó đưa đến cái kết quả cũng khác nhau, chứ không có một cái chút nào gọi là giống nhau cả. Thưa quý vị, chúng ta thấy là vừa rồi có những cái clip hay là có những cái video mà đăng lên đó, cái những gì nói về cái tệ nạn, hay là có những cái thời sự về cái tin tức của những cái vị tăng sĩ tu sĩ, cái những gì chúng ta đôi khi chúng ta ngẫm nghĩ cũng thấy buồn.
khi mà chư tăng này, các cái cơ sở tôn giáo thờ tự này, trong phút chốc biến thành những cái chiếc bình phong để một số những cái cá nhân trục lợi. Tất nhiên là ai cũng hiểu cái việc nhân quả, tất nhiên là ai cũng mở miệng ra có thể nói được cái nhân quả, nhưng mà cái vấn đề tin hay không tin là một việc khác. Đôi khi á, người ta biết nhân quả nhưng mà người ta vẫn làm là một cái việc khác. Cho nên á, đôi khi những cái vị tăng sĩ hay là những cái vị tu sĩ hay là những cái người tu, người ta im lặng, người ta không nói, nhưng mà biết đâu người ta cười thầm ở trong lòng. Đó chính là cái phạm hạnh tầm cầu. Và ba cái sự tầm cầu đó, quý vị, có ba cái sự tầm cầu là như vậy. Đó là dục tầm, ngữ tầm và phạm hạnh tầm. Và giờ đây chúng ta sẽ tìm hiểu các cái câu kệ ngon ở trong cái bài kệ số 410 này thông qua hai cái câu kệ đó. Quý vị, đôi khi chúng ta nghe được cái câu mà cái người nào ở trong cái đời này, hay là đối với những người nào ở trong cái thế từ bỏ, không hiện hữu những cái sự mong cầu, không hiện hữu những cái sự mong mỏi, không có hiện hữu cái sự khát khao đối với đời này đời kia, các quý vị. Chúng ta suy nghĩ rất là đơn giản, nhưng mà các quý vị, chúng ta phải hiểu rằng khi mà nói lên như vậy đó, nếu như mà chúng ta nghe xong, chúng ta sẽ thấy rằng cái điều này nó chính là cái dục tầm cầu, và đó chính là cái sanh hữu tầm cầu. Quý vị thấy không, chúng ta có ba cái sự tầm cầu, đó là dục tầm cầu, hữu tầm cầu và cái phạm hạnh tầm cầu. Thì khi mà nói về cái người tầm cầu đối với những cái chúng sanh mà tầm cầu ở trong thế gian này, thế gian kia đó, là ám chỉ cho hai cái loại tầm cầu đầu tiên này. Có nghĩa là có cái dục tầm cầu và ám chỉ cho cái người có cái sanh hữu tầm cầu. Nhưng mà chúng ta sẽ hiểu như thế nào về cái dục tầm cầu và cái sanh hữu tầm cầu như vậy? Ở đây có những việc như chúng ta biết là các cái sự nguy hiểm á, thì cái dục tầm cầu và cái sanh hữu tầm cầu là những cái điều cực kỳ nguy hiểm mà những cái người Phật tử của chúng ta cần phải đề cao cảnh giác với hai cái loại này. Sở dĩ mà chúng ta nói là cái dục tầm cầu và cái sanh hữu tầm cầu nó cực kỳ nguy hiểm, bởi vì sao các quý vị? Cái dục tầm cầu á, nó phản ánh cái tôi, cái ta rõ nét nhất của chúng ta thông qua cái việc mà những cái chúng sanh trong thế gian này nè, cứ đắm mình trong cái việc chinh phục, tìm kiếm những cái thú vui vật chất thỏa thích với chính mình. Chính cái tôi, cái ta điều sử dẫn dắt chúng ta, bắt chúng ta phải làm cái nô lệ cho những cái đam mê hay những cái mong mỏi đó của chính chúng ta. Thông thường các quý vị, chúng tôi hay có một cái ví dụ như này. Đó là một cái chàng thanh niên ở một cái vùng quê, sau khi từ bỏ cái thôn làng của mình, sau khi từ bỏ cái nơi chôn rau tắc rốn của mình, sau khi bỏ cái nơi mình sinh sống đó, tiến vào miền Nam để làm công nhân ở một cái công ty hay là một cái nhà máy hay là một cái xí nghiệp nào đó. Ban đầu á, cái người đó phải ở cái nhà thuê chật chội, nhưng mà vì cái điều kiện, người đó tạm thời bằng lòng với cái tấm phản ngã luôn. Khi mà đi làm về, khi mà tan ca, cái người đó chỉ cần bước về phòng và ngã cái tấm lưng của mình xuống cái tấm phản nó là đủ rồi. Nhưng mà một thời gian sau á, khi mà anh ta gặp gỡ rồi, anh ta cảm thấy tương đầu ý hợp với một cái đối tượng nào đó, tức là anh ta có cái ý định đi đến hôn nhân. Lúc bây giờ cái căn phòng nhỏ đó đó, bây giờ nó không còn là cái nơi ngã lưng lý tưởng nữa. Cái căn phòng nhỏ bây giờ nó không phù hợp với cái đời sống của anh ta vào lúc bây giờ nữa, mà lúc đó cái nhu cầu phải làm một cái căn phòng rộng rãi hơn một chút, tiện nghi hơn một chút. Chiếc xe cà bàn ngày nào á, cái miếng bây giờ nó đổi lại trở thành một cái chiếc xe mới hơn. Rồi 5 tháng trôi qua, hai vợ chồng tích lũy được chút ít rồi phấn đấu cho cái việc vay mượn của họ hàng để mua một cái căn nhà. Thế rồi hai vợ chồng mua được một cái căn nhà để có cái chỗ mà chui ra chui vào với cái đồng lương ít ỏi của mình, rồi với cái sự tích góp của mình cùng với một số tiền vay mượn được.
Thế là họ lâm vào cái cảnh nợ nần, thấy không? Làm ngày làm đêm để trả nợ mà chưa hết đủ việc. Trong cái khoảng thời gian đó thì những đứa con của họ lại bắt đầu ra đời, vất vả thêm một chút nữa, lo toan thêm một chút nữa, bận biểu thêm một chút nữa. Thế là hai vợ chồng đó cứ lao vào cái dòng xoáy của những cái ước mơ, những cái khao khát, và lao vào vòng xoáy của những cái công việc mà mình cần phải thực hiện, thực hiện để trả nợ. Cái gì? Cái hình ảnh, cái câu chuyện đó đó, nếu như ở trong xã hội đó thì người đời á, người ta sẽ nói rằng đó là cái sống đấu không ngừng nghỉ của hai vợ chồng. Thế nhưng dưới một cái góc độ của Phật giáo và dưới cái góc nhìn của cái sự giải thoát á, thì chúng ta đang là những cái người bận biểu, chúng ta đang chạy theo những cái sở hữu về cái tiền tài vật chất, chúng ta đang chạy theo những cái mong cầu, mong ước khát khao dựa trên cái tôi, cái ta, cái bản ngã của chính mình. Và rồi chúng ta bị xoáy vào cái nguồn nước đó. Cái sự khát khao, cái sự mong cầu, cái sự mong ước trong các cái cảnh. Và khi bất cứ lúc nào, bất kể nào, chúng ta không bao giờ biết thỏa mãn với chính những cái tham ái. Chúng ta không bao giờ biết thỏa mãn với chính những cái sự mong cầu, mong ước đó. Và chính những cái sự tha mái này nè, chính là cái tập đế. Cái sự tha mái này chính là tập đế. Nó lôi kéo tất cả những cái chúng sanh lăn trôi trong cái vòng sanh tử luân hồi. Nó kéo những chúng sanh lăn trôi trong các vòng, các cái sanh hữu. Từ những cái cảnh giới thấp nhất đến những cái cảnh giới cao nhất. Từ những cái cảnh giới khổ đau như là địa ngục đến tận cái cõi trời mà phi tưởng phi tưởng xứ, rồi tiếp tục lăn trôi như vậy. Cái thưa quý vị, trong 31 cõi mà hiện hữu ở trong cái vũ trụ quan của Phật giáo, trừ năm cái cõi ngũ tịnh cư ra, trừ năm cái cõi ngũ tịnh cư là những cái nơi cư ngụ của bậc thánh tam quả ra, thì các cái cảnh giới còn lại, từ súc sinh, địa ngục, ngạ quỷ, A-tu-la, rồi đến người, rồi đến tứ đại thiên vương, dạ ma, đâu xuất đâu lợi, chứ nói sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, thiền không vô biên, thức không vô biên, phi vô sở hữu, phi tưởng, phi tưởng xứ. Hầu như chúng ta, những cái chúng sinh mà đang ngồi đây này, tất cả những chúng ta đã từng đặt chân đến rồi đó. Ở trong 31 cõi đó, nó trừ 5 cõi của bậc thánh ra, thì hầu như những cái cõi còn lại chúng ta đã biết chân tới đó rồi. Cuộc đời là như vậy đó, nó có lúc vui lúc buồn, nó có lúc vinh sang, nó có khi tủi nhục. Tất cả những cái điều đó đều do cái thái độ của chúng ta phản ứng đối với các cái cảnh. Chính với cái mảnh tham mái này, nó sẽ khiến cho tất cả những chúng sanh lang thang bất định trong cái vòng luân hồi tự sanh, không có điểm dừng hay không có cái điểm kết thúc. Và chúng ta phải ý thức rằng những cái cảnh trời dục giới, sắc giới hay vô sắc giới, các quý vị, dẫu những cái cõi trời đó có những cái thiên lạc thù thắng, dẫu có cái thiên sản thù thắng, dẫu có cái tuổi thọ thù thắng, thế nhưng chính những cái thù thắng đó đó, chính những cái thiên sản thiên lạc hay là tuổi thọ thù thắng đó, nó lại là cái trở ngại cực lớn đối với cái người Phật tử chúng ta. Chúng ta đừng có nghĩ rằng là chúng ta sau khi chúng ta làm phước xong rồi, chúng ta cung nguyện cái phần phước này, chúng con xin sanh về cõi trời tứ đại thiên vương, hay là cõi dạ ma, hay cõi đôi sức đôi lợi, cái thứ gì. Chúng ta lặp lại là đối với những cái thiên sản thù thắng, đối với cái tuổi thọ thù thắng, đối với những cái an lạc thù thắng của những cái cảnh giới như là cảnh cõi vô dục giới, hay là cõi vô sắc giới, hay là cái cõi mà sắc giới, cái gì, dù cho nó có thù thắng, nhưng đó lại là những cái trở ngại cực lớn đối với cái người Phật tử chúng ta. Mà cái điều này, cái gì, cái điều này đã minh chứng ở trong kinh điển rất là rõ ràng.
À, khi mà quý vị đọc cái phần chú giải ở trong cái phần chú giải của bộ Duyên Nghĩa đó quý vị, thì quý vị mới thấy. Có nghĩa là khi mà Bồ Tát của chúng ta từ trên cung trời đây xuất, được những cái vị thiên tử cung thỉnh hạ trần, giáng sanh vào lòng mẹ, cái sự vui mừng cái sự vui mừng hoan hỷ của những cái vị chư thiên đó đã tạo nên một cái cơn chấn động, tạo nên cái cơn chấn động cực lớn dữ dội. Nhưng mà chỉ vài giây sau thôi, những cái vị chư thiên đó nghĩ rằng là ta sẽ đảnh lễ bậc đại nhân vào lúc bậc đạo nhân bậc đại nhân này thành đạo, rồi ta sẽ đảnh lễ bậc đại nhân khi mà bậc đại nhân này chuyển pháp luân, rồi ta sẽ đến đảnh lễ bậc đạo nhân khi mà ngài tuyên thuyết lên những cái pháp an lành. Nhưng mà quý vị, sau khi mà suy nghĩ như vậy xong, những cái vị thiên tử này nè, cùng với những cái vị thiên nữ tùy tùng của mình vào thưởng ngoạn tại các cái vườn hoa đó, trong khi nô đùa chỉ một tích tắc thôi, các cái vị chư thiên này đã nhớ lại cái chuyện mà bậc đạo nha đạo đạo sư vừa cái bậc Bồ Tát, cái bậc đại nhân đó vừa được chư thiên thỉnh xuống giáng đằng. Các vị tức tốc quay về để đảnh lễ bậc đạo sư nhân cái lúc ngài thành đạo, rồi đảnh lễ bậc đại sư khi mà ngài tuyên thuyết lên cái bài kinh chuyển pháp luân, thì lúc bây giờ bậc đạo sư của chúng ta đã viên tịch niết bàn rồi. Bởi vì chúng ta biết là tuổi thọ của những cái vị chư thiên rất là lớn, đúng không? Chúng ta thấy là cái tuổi thọ của chư thiên rất là lớn, giống như chúng ta nói là một ngày một đêm ở cõi tứ đại thiên vương, cái quý vị, bằng 50 năm của cái cõi nhân loại. Thì chỉ trong một tích tắc thôi thì mọi việc đã đâu vào đó hết rồi. Cái cơ hội gặp được Phật là rất là khó. Cái cơ hội được lắng nghe cái giáo pháp mà do bậc đạo sư tuyên thuyết cũng cực là khó. Nhưng mà những cái vị đó chỉ trong vài giây ngắn ngủi trên các cái quả trời thôi, thì vị đó đã không còn dịp để diện kiến bậc đạo sư. Cái vị đó mất đi cái cơ hội để lắng nghe giáo pháp, tự mình đánh mất đi những cái cơ hội của chúng mình. À, chúng tôi nói như vậy để cho chư Phật tử chúng ta thấy rằng là bên cạnh cái sự an vui của cái việc mà chúng ta thọ dụng những cái dục lạc ở trên cõi trời đó, những cái chúng sanh khi sanh lên cái cõi trời cũng có những cái sự nguy hiểm tiềm tàng. Nếu như chúng ta không nhận diện được những cái sự nguy hiểm như vậy, và ở trong câu Phúc Cú đó, chúng ta thấy là đối với những cái người nào không có mong cầu hay hy cầu về cái đời này và đời sau, khi mà chúng ta nghe qua cái quý vị, chúng ta thấy rất là đơn giản. Khi mà chúng ta nghe qua, chúng ta nghĩ rất là đơn giản là chúng ta không mong cầu, mong ước về cái đời này hay đời sau, thế là xong. Nhưng mà cái quý vị, khi mà chúng ta ghét xét ở trên một cái góc độ khác đó, thì cái hàm ý ở cái cụm câu này cực kỳ sâu xa. Đối với cái việc mà chúng ta mong cầu đời này hay đời khác, chúng ta cần phải hiểu như thế nào? Từ lúc nãy đến giờ chúng tôi đưa ra cho quý vị rất là nhiều những cái ví dụ như vậy, để cho chúng ta thấy rằng là chính do cái vô minh, cho nên là chúng ta, những chúng sanh ở trong thế gian này vẫn còn những cái khao khát trong cái ngũ trần lục dục. Cái sự khao khát đó chính là ái, mà ái được nuôi dưỡng và duy trì bởi các cái thọ. À, chúng ta sẽ thấy là những cái khát khao ở trong cái ngũ trần lục dục đó, thì cái khát khao đó chính là ái. Và ái đó nó duy trì bằng các cái cảm thọ, và nó sẽ không bao giờ đi đến được cái điểm cuối cùng. À, ở đây chúng tôi xin muốn mở ngoặc, đóng ngoặc ở chỗ này thêm một tí. À, đó là đời sống của tất cả chúng sanh ở trong cái thế gian này. Đời sống của chúng ta đó, quý vị, chính là một cái chuỗi ghép nối của các cái cảm thọ ưu buồn hỷ lạc. Mà những cái cảm thọ ưu buồn hỷ lạc đó,
nó nuôi dưỡng cái khát khao, nó nuôi dưỡng cái khát ái, và ái gây ra cái sự bám níu, bám chấp, thì được gọi là chấp thủ. Do chúng ta có chấp thủ nên chúng ta làm những cái điều thiện hay bất thiện. Và khi mà chúng ta làm những cái điều thiện hay bất thiện thì chúng ta tạo thành cái nghiệp hữu. Ở đây cái đoạn này quý vị phải để ý ngay cái khúc này. Bởi vì cái khúc này nó là cái điểm cao của cái câu này đây. Đúng không? Khi mà chúng ta có cái khát ái, chúng ta có những cái khát khao, chúng ta có những cái khát khao trong cái ngũ trần lục dục, đó chính là cái ái. Và cái ái này nó được nuôi dưỡng và nó được duy trì bởi các cái cảm thọ. Và các cái cảm thọ, cái ái đó nó gây ra cái sự nắm giữ và cái bám chấp. Cho nên là nó ái duyên cho thủ, thọ duyên ái, ái duyên thủ. Và chính do cái thủ nên người đời người ta mới làm những cái điều thiện hay là những cái điều bất thiện và tạo thành cái nghiệp hữu. Và khi mà có cái điều kiện thích hợp đó, các quý vị, thì cái nghiệp hữu này nó sẽ dẫn đi đến tái sanh, để rồi phải chịu già bệnh chết trong các cái sự khổ khác nhau của thân và tâm. Thì những cái pháp này này, những cái pháp mà già bệnh chết và những cái đau khổ khác của thân và tâm á, nó chính là quả của nghiệp quá khứ. Và những cái thuật ngữ mà chuyên môn thì chúng ta thường gọi đó là luân hồi dị thuật quả, vipakavata. Những cái sanh lão bệnh tử đó, đó là cái quả của cái nghiệp quá khứ. Và cái nghiệp quá khứ đó thì được gọi là luân hồi dị thuật quả. Và cái sanh lên do cái nghiệp luân hồi này này các quý vị, đó chính là hành và hữu. Chúng ta nói lại ở cái điểm này, có nghĩa là cái nghiệp luân hồi đó, cái nghiệp luân hồi của chúng sanh đó, nó do những cái phiền não luân hồi, những cái phiền não luân hồi nó làm duyên. Mà những cái phiền não luân hồi ở đây đó là gì? Đó chính là vô minh, ái, thủ. Cái phiền não luân hồi là vô minh, ái và thủ này nó làm duyên cho cái nghiệp luân hồi. Hay là chúng ta nói một cách khác nữa là do cái phiền não luân hồi là vô minh ái thủ làm duyên, cho nên là nó sanh khởi lên cái nghiệp luân hồi là hành và hữu. Cái nghiệp luân hồi dẫn đến cái quả luân hồi đó là thức, danh sắc, xấu xứ, xúc và thọ. Chúng ta thấy là nguyên cả một cái khúc này này, nguyên cả một cái khúc này chúng ta mong cầu về cái cảnh giới tái sanh, chúng ta mong cầu về cái thế giới này và thế giới khác đó. Nó dẫn cả một cái đoạn rất là dài nè, vô minh nè, duyên hành nè, vô minh duyên hành nè. Có nghĩa là gì? Vì chúng ta không biết, vô minh đó là cái phiền não luân hồi mà, vì chúng ta không biết cho nên là chúng ta mới hành động. Và khi mà chúng ta hành động á, có nghĩa là chúng ta hành thiện hay bất thiện, hay là chúng ta thực hành cái phúc hành, phi phúc hành và bất động hành đó, vô minh duyên hành rồi hành duyên thức. Thế là cái quả luân hồi đó chính là cái thức tái sanh. Rồi thức duyên danh sắc duyên lục, nhập liệt, nhập duyên xúc, xúc duyên thọ. Ở đây nó dẫn cả một cái đoạn đường từ cái việc mà chúng ta vô minh đến cái hữu luôn của chúng ta luôn. Cái sanh hữu của chúng ta luôn. Cho nên là chúng ta phải nhớ là cái phiền não luân hồi là vô minh ái thủ nó làm duyên. Và nó sanh khởi lên cái nghiệp luân hồi, đó chính là cái hành và hữu. Cái nghiệp luân hồi nó dẫn đến cái quả luân hồi, đó là thức, danh sắc, xấu xứ, xúc và thọ. Ở cái đoạn này kính quý vị, chúng ta thấy toàn là cái chi pháp của vì pháp rồi. Cho nên là người nào mà học vì pháp, người sẽ hiểu rất là rõ về cái này. Và chúng ta lại thấy là cái quả luân hồi á, nó lại làm duyên cho cái phiền não luân hồi. Và nó cứ như vậy, nó tạo thành một cái vòng tròn sanh tử luân hồi. Đó là chúng ta phân tích về cái chữ mà các cái khát khao
các cái những cái khao khát không có còn hiện hữu đối với những người nào trong cái thế giới này hoặc thế giới kia. Chỉ là hai cái câu đó thôi, kính quý vị. Đó là cái sự vô minh, duyên hành, duyên thức, duyên danh sắc, duyên lục nhập, duyên xúc, duyên thọ, duyên ái, duyên thủ và duyên hữu. Nguyên một cái đường dây dài thương thương nó nằm trong ở hai cái câu này. Chứ không phải là đơn giản chúng ta chỉ nghĩ rằng là chúng ta không bám chấp, chúng ta không khao khát về cái này cái kia, như vậy là xong. Rồi bây giờ chúng ta thử phân tích tiếp. Có nghĩa là sao? Khi mà chúng ta nói là nó là nguyên cả một cái chùm như vậy đó, cái gì? Một cái chùm của một cái vòng sanh tử luân hồi như vậy đó. Tất cả các cái khoe nó dính liền với nhau như vậy đó. Hay là khi mà chúng ta nghe nói là chúng ta thường chúng ta nghe ở trong rung, hay là chúng ta nghe những cái thời pháp đó, chúng ta nghe có cái câu nói rằng là trong cái thấy chỉ là cái thấy. Rồi bây giờ chúng ta thử phân tích xem thử là cái thấy đó của chúng ta chứa đựng những cái gì. Ở đây cái thứ gì, khi mà chúng ta tuyên bố trong cái thấy chỉ là cái thấy đó đó, chúng tôi không dám nói là những cái vị mà đã sát trừ cái lậu hoặc, chúng tôi không nói, bởi vì các cái vị đó có cái sự như lý tác ý đối với các cái cảnh, và các cái vị đó không có phản ứng đối với các cái cảnh. Nhưng mà khi mà chúng ta phân tích cái chữ mà không có thấy chỉ là cái thấy đó, chúng ta phải nghe nè, hầu hết những cái chúng sanh của chúng ta đó, khi mà nghe như vậy là chúng ta chỉ biết đơn thuần thấy là thấy. Nhưng mà cái đối vị, để mà cái việc thấy nó mà nó trọn vẹn đó, thì nó có bốn cái nguyên nhân tiên quyết để phát sinh lên cái sự thấy. Mà cái người học ví dụ pháp cũng là phải biết cái điều này. Cái sự phát sinh lên cái sự thấy đó, đó chính là gì? Đó là chúng ta phải có cái nhãn vật, rồi chúng ta phải có những cái cảnh sắc, rồi phải có ánh sáng, và cuối cùng chúng ta phải có cái sự nghi lý tác ý, hay là có cái sự chú ý, có cái sự chú tâm. Thiếu một trong các cái yếu tố đó thì không thể khởi sanh lên cái sự thấy. Chính vì vậy cho nên là cái sự thấy đó, đó chính là cái thành phẩm, đó chính là cái sản phẩm của thức, của danh sắc, của sáu xứ, của xúc, của thọ và của các cái pháp khác. Bây giờ chúng ta phân tích thử xem, cái sự thấy đó bao gồm là cái nhãn thức nè. Cái nhãn thức sanh lên thì nó ít nhất là nó có các cái pháp, các cái danh pháp khác sanh lên. Mà các cái danh pháp khác sanh lên đó là gì? Đó chính là xúc, thọ, tưởng, tư, định, mạng, quyền, tất ý. Trong bảy cái sở hữu đó phải có. Đó là các cái danh pháp đồng sanh. Cùng sanh lên là ở đây là gì? Cái sắc ở đây chính là cái nhãn căn. Rồi các cái đối tượng cảnh hiện hữu, đó là sắc, đúng không? Chúng ta thấy là như vậy thôi, chỉ phân tích hai cái đó thôi là chúng ta thấy là đã có danh, có sắc ở trong đó rồi. Rồi nếu mà chúng ta phân tích trên cái phương diện 12 xứ đó, thì cái sự thấy nó bao gồm cái gì? Nó bao gồm bốn xứ, đó là gồm có nhãn xứ là cái sắc thần tâm nhãn đó, mấy người. Cái sắc xứ đó là sắc cảnh sắc. Cái ý xứ đó là nhãn thức, và cái pháp xứ đó chính là các cái sở hữu tâm đi cùng với tâm nhãn thức, cùng với các cái sắc vi tế. Và chúng ta thấy là nếu mà như vậy đó thì năm cái quả luân hồi nó đều hiện hữu vào cái lúc mà ta thấy. Khi mà chúng ta nhìn thấy thôi thì năm cái quả luân hồi đều hiện hữu vào cái lúc đó. Cái sự nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm của chúng ta cũng vậy. Khi mà chúng ta phát sanh lên cái sự nghe thì cũng là năm cái quả luân hồi nó hiện hữu trong đó. Chứ không phải là chúng ta bình thường chúng ta nghĩ là nó đơn giản. Một cái hành động thấy của chúng ta thôi là nó đã hiện hữu cả năm cái quả luân hồi trong đó rồi. Và do chính năm cái quả luân hồi này nè, là thức, là danh sắc, là sáu xứ, là xúc, là thọ này nè, nó sẽ trợ duyên cho các cái phiền não luân hồi là vô minh và ái thủ nó khởi sanh. Và do cái phiền não luân hồi đó nó sanh khởi, nó làm cho nghiệp luân hồi là hành và hữu nó sanh khởi. Và chính do cái nghiệp luân hồi này nó lại trợ giúp cho các cái quả luân hồi tiếp diễn, tái diễn liên tục, và chúng sanh lặn chìm trong cái vòng sanh tử luân hồi.
Đó, cái ý là hai cái câu đầu tiên của kệ pháp cú số 410 đó. Là đối với những cái người nào mà không còn hiện hữu cái sự mong cầu về cái đời sống này hay cái đời sống sau á, nếu như mà chúng ta phân tích ở trên cái góc độ này, chính là những cái vị mà đã chặt đứt đi cái nghiệp luân hồi. Chặt đứt đi cái nghiệp luân hồi chính là chặt đứt đi ở cái khuôn mà hành hoặc là hữu. Hành hoặc hữu. Vì mình duyên hành cái những gì? Ngay chỗ đó, cái người đó có thể chặt đứt ngay chỗ đó. Ngay chỗ vô minh duyên hành. Đó là cái nghiệp luân hồi đó phải chặt đứt ngay chỗ hành đó. Và hữu có nghĩa là thủ duyên hữu. Cái vị đó phải chặt đứt ngay chỗ hữu. Thì có hai cái khía cạnh mà để cái người không còn hiện hữu cái sự mong cầu về đời này, đời sau đó, là cái vị đó phải chặt đứt đi cái nghiệp luân hồi. Có thể vị đó chặt ở ngay cái khoang hành ở trong thập nhị duyên, hoặc là cái vị có thể chặt ở ngay cái khoang hữu của thập nhị duyên. Mà ở đây cái gì chúng ta hầu hết chúng ta biết là hành đó là phi phúc hành, bất động hành hay là phúc hành. Rồi hữu ở đây chính là cái dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. Và khi mà chúng ta chặt đứt được cái duyên mối của cái vòng sanh tử luân hồi tại hai cái điểm đó, thì coi như chúng ta không còn hiện hữu, chúng ta không còn xuất hiện, chúng ta không có tồn tại những cái mong cầu mong muốn về cái đời sau. Và tiếp theo cái những quý vị đến cái câu thứ ba, ở cái câu kệ pháp thứ ba ở trong kệ ngôn pháp cú này, ni ra sắc văn vi sanh vút tăng, ở đây có nghĩa là những đối với người không mong cầu và không có bị ràng buộc. Thì ở đây cái quý vị, cái chữ mong cầu chúng ta hiểu rồi, chúng ta thấy rồi, chúng ta phân tích rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ phân tích cái chữ là không còn ràng buộc. Ở đây cái chữ vi sanh vi tăng có nghĩa là không có cái sự ràng buộc, hay là có cái sự tách rời. Thì lìa khỏi cái sự ràng buộc tức là chúng ta xa lìa, dứt ra khỏi các cái sự phiền não, và xa lìa, tách rời ra khỏi các cái sự dính mắc. Mà cái quý vị ở đây, cái sự dính mắc nó gồm có hai loại. Đó chính là cái sự dính mắc về của ái và cái sự dính mắc thuộc về kiến. Và như thế nào là những cái sự dính mắc thuộc về ái? Ở trong chú giải có nêu lên nè, cái sự dính mắc vào cái sự yêu mến, cái sự tích trữ của ái rằng đây là của ta, đó là của ta, chừng này là của ta, cỡ chừng này là của ta, sắc thinh khí vị xúc vật trải vật đắp tớ gái tôi trai dê cừu heo bò ngựa ruộng rẫy đai vàng bạc kho lẫm làng thị trấn quốc độ kinh đô trú xứ của ta. Đối với những cái người mà chấp ngã chấp là của ta đó, và chấp toàn bộ những cái địa đại, chấp tất cả những cái sự hiện hữu trong thế gian này đó, thì cái người đó chính là cái sự dính mắc của ái. Và như thế nào là cái sự dính mắc của kiến? Cái sự dính mắc của kiến tức là cái sự bám chấp, cái sự chấp thủ vào những cái quan điểm tà kiến sai lầm. Mà trong cái bài kinh Phạm Võng thì chúng ta biết là có 62 cái tà kiến. Nhưng mà nếu mà chúng ta gom lại cho gọn á, thì chúng ta thấy là có hai loại. 62 loại tà kiến đó nó chia làm hai loại, đó là thường kiến và đoạn kiến. Và đoạn kiến thì nó lại gom trong ba cái trường hợp nữa. Đó là vô nhân kiến, đó là vô hành kiến, đó là vô hữu kiến. Thì tóm lại cái quý vị, 62 tà kiến đó, chúng ta thấy là trong 62 tà kiến đó chia ra làm hai, đó là thường kiến, đó nghĩa là chúng ta có những cái tư tưởng sai lầm về cái sự trường tồn bất biến. Và cái thường kiến là như vậy. Và đến cái thứ hai đó chính là cái đoạn kiến, có nghĩa là sau cái kiếp sống này hay là sau cái sanh hữu này sẽ không còn bất kỳ một cái sanh hữu nào khác. Những cái chúng sanh đến trong cuộc đời này như thế nào rồi thì chết đi thì cát bụi cũng trở về với cát bụi. Tất cả những cái sự kiện hiện hữu ở trong cái thế gian này nó chỉ là cái sự ngẫu nhiên, nó không có nhân quả gì hết. Và tất cả những cái hành động thiện ác ở trong cái thế gian này cũng vậy,
nó cũng chỉ là những cái hành động mà thôi, mà nó không có cho ra một cái quả nào cả. Và đến cái cuối cùng đó, là cái vô hữu kiến, có nghĩa là những cái gì mà chúng ta chưa hiện diện, những cái gì chúng ta chưa diện kiến, những cái gì chúng ta chưa thấy, những cái gì mà chúng ta chưa chứng minh được, không biết, không thấy và không tin rằng đó là sự thật đó, thì chúng ta cho rằng những cái điều đó là không có. Ví dụ như là đối với cái việc mà tái sanh luân hồi, hay là cái việc mà hiện hữu của những cái vị thánh ở trong thế gian này, các vị, bởi vì chúng ta chưa có gặp, chúng ta chưa có thấy tận mắt bằng tay, cho nên là chúng ta không có tin. Đó chính là cái ái, cái sự dính mắc của kiến. Chúng tôi lặp lại là đối với cái sự dính mắc á, có hai cái sự dính mắc. Cái sự dính mắc ở đây đầu tiên đó chính là gì? Cái sự dính mắc của ái. Và cái sự dính mắc thứ hai, đó là cái sự dính mắc của kiến. Đối với tất cả những chúng sanh ở trong cái thế gian này, kính quý vị, những cái người mong cầu và những cái người còn bị buộc ràng trong cái sự dính mắc của ái và kiến đó, chính là do cái vô minh hướng dẫn. Chính cái vô minh này nó là cái sự mê muội tối tâm, không hiểu biết, không hiểu tri về những cái sự thật ở trong cái cuộc sống này, sống trong những cái hư ảo ủy mị của thế gian. Đối với những người không có cái sự mong cầu, không có cái sự ràng buộc dính mắc, chính là những cái người đã phá tan đi cái màn vô minh, phá tan đi cái sự bao bọc của vô minh, phá tan đi cái sự kìm hãm của vô minh. Và cái vị đó là những cái người có chánh niệm tỉnh giác để nhận ra rằng cái sự hiện hữu trong thế gian này, cái sự hiện hữu trong cuộc đời này, chính là vì chúng ta không liễu trừ được cái lý tứ thánh đế. Các cái pháp vốn dĩ là vô thường, khổ não, vô ngã, những cái chấp chặt là tôi của tôi, vốn chỉ là những cái chấp thủ và dựa trên những cái mong cầu khao khát của những cái chúng sanh trong thế gian này mà thôi. Từ cái sự chấp chặt đó nè, từ cái sự chấp thủ đó nè, nó là cái nhân, nó là cái duyên để đưa những cái chúng sanh đi đến những cái sanh tử, và nó tiếp nối cái hành trình đau khổ của mình. Chính vì vậy cho nên là đối với những cái người mà chánh niệm tỉnh giác, người ta sẽ ghi nhận được những cái điều đó, và người ta sẽ đoạn trừ cái vô minh, người ta sẽ diệt trừ cái vô minh bằng cái sự liễu tri về cái tứ thánh đế. Cái thứ gì thì ở trong cái câu kệ ngôn pháp cú số 410 này, nếu như mà chúng ta chỉ phân tích mong cầu trong cái cảnh giới tái sinh, hay là mong cầu trong các cái cảnh dục lạc ngũ trần, thì chúng ta thiếu đi những cái chi tiết rất là hay ở trong cái vòng sinh tử luân hồi. Từ cái việc là vị tướng quân chánh pháp vì lợi ích của những cái vị tỳ khưu trẻ, những cái vị sa di trẻ, đã nhắc nhở mang những cái vật dụng đến cho những cái vị tỳ khưu, thì đó chính là cái bài học sáng giá nhất ở trong các cái ân đức của trưởng lão Sariputta. Có nghĩa là ngài vì những cái vị nhẫn mình, ngài vì những cái người đồ đệ của mình, ngài không quên nhắc nhở những người khác, không làm những cái người khác mất đi cái lợi ích. Và bên cạnh đó, bậc đạo sư dạy là ai không có những cái sự mong cầu khao khát ở trên đời này hay là những cái đời khác, những cái chúng sanh á, khi mà bậc đạo sư dạy lên cái câu đó, thì những chúng sanh tùy theo cái trí tuệ của mình, tùy theo cái sự luận suy luận, tùy theo cái sự tư duy của mình, rồi tư duy một cách chân chánh, phù hợp với cái chánh kiến của mình, mà quán về cái vòng sanh tử luân hồi, với những cái nỗi thống khổ, với cái sự tăng từ cái cảnh giới này đến cái cảnh giới khác, không có một cái sự ngừng nghỉ. Và những cái vị đó chân chánh nhận ra rằng chư hành là vô thường, chư hành là khổ não, các pháp vốn là vô ngã. Và các vị ấy đã chặt đứt, cắt bóc, diệt trừ đi những cái sai lầm về cái thân kiến, về cái sự chấp, và chính những cái vị đó đã chứng đạt được sơ quả sau khi bậc đạo sư tuyên thuyết lời kệ ngôn này. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sằng Khai. Bài pháp đến đây cũng vừa phải trong chi pháp cũng như là trong cái nội dung.
phần phép phát sanh lên, chúng tôi xin phép được chia đều đối với chư tôn đức tăng ni, quý sư cô chư thiện hữu đang hiện diện trong rung. Cầu mong cho quý vị được năm điều hạnh phúc, sông lâu sắc đẹp, an vui sắc tốt, nhất là có trí tuệ sáng suốt, thấy rõ tam tướng vạn pháp, tinh tấn tu tập để cùng nhau chứng đắc niết bàn đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tam Ma, Nam mô Sang Khai. Và bây giờ chúng tôi xin phép được chuyển mic lại cho rung.